chiếm một cách gia đình rất là sang trọng. Mỏ đen này có tên gọi là DJ Royal Singer 3-in-1. Nó kết hợp giữa đèn LED Vestia, đèn LED Quét Combo và đèn laser. Nó tạo ra một cái hiệu ứng rất là màu sắc sang trọng, wow, để mọi người mua trang trí cho phòng cách gia đình, phòng karaoke, phòng bay tại nhà, hoặc là trang trí cho những buổi tiệc party to động. Đèn này thì nó có chế độ cảm ứng theo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển hoặc là điều khiển DMS. Mỏ đen này sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 50 mét vuông. Mình đang quay và giới thiệu đèn được tới để showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình em mở nhạc là dòng loa Bose N1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.